Xuân Vân lần đầu xuất hiện sau scandal săn gái chấn động của ông xã Jang Dong Gun. Biểu cảm gây tranh cãi nảy lửa. Hình ảnh của Go Show Jung xuất hiện trong một tiệm làm tóc sau scandal chấn động của ông xã Jang Dong Gun trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn, đặc biệt là biểu cảm của nữ diễn viên. Kể từ tin nhắn săn gái của Jang Dong Gun với Ju Jin Mo bị bóc trần vào đầu tháng 1 năm 2020, nữ minh tinh Go Show Jung, vợ của Jang Dong Gun, hoàn toàn im lặng và gần như không xuất hiện trước công chúng. Mới đây, một thợ làm tóc chia sẻ bức ảnh chụp chung với nữ diễn viên lên mạng xã hội. Ngay sau đó, bức ảnh này đã gây ra cuộc tranh cãi nảy lửa trên các diễn đàn. Trước khi xảy ra scandal, Jang Dong Gun và Go Show Jung là một trong những cặp vợ chồng quyền lực được dân Hàn ngưỡng mộ và yêu thích nhất K-pop. Người ta còn gọi gia đình Jang Dong Gun và Go Show Jung là gia đình mẫu mực hiếm có của showbiz. Chính vì vậy, sau khi xảy ra scandal, rất nhiều netizen lên tiếng mỉa Go Show Jung khi thoải mái đi làm tóc giữa lúc chồng vướng phải rắc rối. Bức ảnh Go Show Jung chụp cùng thợ làm tóc giữa lúc chồng gặp scandal gây tranh cãi trên các diễn đàn xứ Hàn. Scandal của Jang Dong Gun và Ju Jin Mo khiến cả showbiz Hàn Quốc chấn động, gây ảnh hưởng lớn đến các nghệ sĩ khác. Trước khi xảy ra scandal săn gái, Jang Dong Gun và Go Show Jung là một trong những cặp đôi quyền lực ngưỡng mộ nhất của K-pop. Chính vì vậy, sau khi scandal xảy ra, cả hai vợ chồng đều bị netizen mỉa mai không ít. Một số bình luận của netizen như sau: cô ấy dường như bị rụng rất nhiều tóc. Dù biết cô ấy đang trong giai đoạn nhạy cảm nhưng họ vẫn chia sẻ bức ảnh lên mạng xã hội. Chính vì vậy, Go Show Jung đừng nên quay lại tiệm này nữa. Kiểu tóc này cũng khiến cô ấy nhìn như phụ nữ trung niên vậy. Dù chồng ra ngoài ngủ với những cô gái khác, Go Show Jung còn có thể làm gì ngoài việc vẫn phải tiếp tục sống, nhất là khi họ đã có con với nhau. Nhìn Go Show Jung già đi trông thấy, Go Show Jung nên đến gặp Lee Min Jung để học hỏi vì cô ta có kinh nghiệm trong những việc như thế này. Trước những việc xảy ra với Jang Dong Gun, cô ta vẫn làm tóc. Go Show Jung từng rất tự phụ về cuộc hôn nhân này nhưng bây giờ trở thành người phụ nữ được cả nước thương hại. Nhìn khuôn mặt của Go Show Jung có vẻ mệt mỏi, chắc hẳn đã phải chịu nhiều căng thẳng lắm. Có thể thấy cô ta không quan tâm vì cả hai chỉ đang diễn trò. Nếu là vợ chồng thật sự, tôi nghĩ cô ta sẽ không thể nào sống thoải mái như vậy được. Vào đầu tháng 1 là tin nhắn giữa Jang Dong Gun và Ju Jin Mo bị rò rỉ trên mạng khiến cả showbiz Hàn Quốc chấn động. Những đoạn tin nhắn trao đổi của hai nam diễn viên đều có nội dung 18+. Cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh phụ nữ gợi cảm, bí mật săn gái dù mình đã kết hôn.